Về kỹ thuật cắt chân phương thì mình sẽ cầm lược khác hơn một chút và cây lược tẩy tông cũng khác hơn một chút. Về kỹ thuật cắt chân phương mình sẽ hình dung nó là cắt thấp và cắt loe. Phần khung thành là cắt thấp và cắt loe, loe và loe tròn. Về kỹ thuật cắt chân phương là mình đa số là cây lược ngang và lược chéo. Như vậy thì mình sẽ cầm cầm hai ngón tay, ba ngón tay, cầm bên dưới như này, không phải cầm bên trên nữa mà mình cầm xuống bên dưới để mình xoay lược. Cầm này để mình kê lược chéo và lược ngang nó sẽ linh hoạt hơn. Điểm xuất phát từ cái góc mai, mình sẽ kê lược chéo và đẩy tông dọc. Và đẩy lên trên, mình sẽ bẻ cái lược ra ngoài để tạo cái độ cong, độ loe. Và anh em cứ tập luyện như vậy thôi. Đến cái vùng vành tai, vùng tai thì làm thế nào? Đó mình sẽ kê cái đầu lược vào sát vành tai. Và mình đẩy cái góc tông vào, dí dí đẩy tông từ phía trước ra đằng sau, xong lên trên cao thì mình lại đẩy như bình thường. Đến sau tai thì mình đè cái tai khách xuống, móc lược vào chân tóc và bẻ cái răng lược ra ngoài, rồi mình tiếp tục lướt tông. Khi cao lên trên là mình đưa lược thẳng ở phần sát chân, là mình bẻ loe ra, mà lên trên cao là mình đi lược thẳng lên và dần dần ôm vào bên trong. Và độ dài ở trên này mình sẽ để dài hơn, tức là ở phần sát chân này mình cắt rất là nhiều nhưng mà lên trên này mình chỉ lướt một tí thôi. Đó là về kỹ thuật cắt chân phương. Phần này mình sẽ kê lược chéo và để tông chéo. Phần sát sau gáy này mình sẽ kê lược ngang và để tông dọc để mình tạo cái độ cong đằng sau gáy. Mình sẽ hình dung là sẽ cắt cái cong thế này, đẩy lên. Đó là phần sau gáy như vậy. Còn lên trên cao thì mình lại đẩy ngang bình thường, cao lên. Đến bên này, bên này khó cắt này, mình sẽ lấy cái đầu lực này tì sát vào cái đường viền này, tì sát vào và mình còn lên trên cao mình lại xoay lược ngang và để tông ngang. Vành tai bên này cũng khó này, cũng tương tự như vậy, đẩy tông từ phía sau về đằng trước và phần bên trên mình lại cắt như bình thường. Cái góc mai bên này cũng tương tự như góc mai bên kia, trải sát vào xong rồi bẻ loe ra ngoài. Đó là về kỹ thuật cắt chân phương. Ok, trên tập luyện nó là như vậy, còn thực tế thì như nào thì bây giờ mình sẽ đến video xem thực tế để mình cắt trên đầu thật như thế nào nhé. Hello tất cả anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em mình cắt cái form chân phương. Thì khi mình cắt chân phương cho người lớn tuổi thì ở phần top trên này mình sẽ cắt liên kết với phần khung thành luôn. Mình sẽ kẹp cái mái lên, tách cái mái ra và kẹp cái mái lên để mình cắt không phạm vào phần mái là được không? Nhưng mà tóc nào mà từ bên này vuốt sang bên kia, vuốt chéo sang bên ấy, thì bên này mình sẽ chia dài về đằng sau, chia ngôi dài về đằng sau để mình cắt không phạm vào phần trên. Mình sẽ cắt với con tông Kuros 918 này, với cái cây lược này. Bắt đầu điểm xuất phát là sẽ cắt từ chân mai. Anh em lưu một cái này, để mình cắt được chân phương form thấp thì mình phải kê lược ngang và để tông dọc ở phần chân này, để tông dọc và đẩy hoặc hơi chiều chéo một chút, mình trả lên trên và cái lực sẽ bẻ ra ngoài, cuốn ra ngoài này. Kê lược ngang để tông dọc để mình cắt sát chân và cắt loe tròn. Phần trên này nếu mà dài, tóc dài nhá, mình sẽ kê lược ngang và nâng sợi tóc cao lên và mình đẩy tông ngang và lướt nhẹ nhẹ một chút.
sao tai thì cũng như vậy, tùy tan khách xuống hắn móc lực vào, bẻ lực ra. Xong bên trái này mình sẽ chuyển sang là sau gáy này. Ở phần sau gáy mình cũng tương tự như vậy, cây lực ngang và đẩy tông dọc. Sẽ cắt tạo một đường cong này, cong này. Cong chữ S. Cái lược mình thường thường anh em mới anh em cắt đằng sau gáy thì anh em rất là sợ, mấy đầu trải thì anh em vừa mới trải vào đã bẻ lược ra ngoài như này rồi, nên là vì anh em không cắt được, anh em muốn cắt được thì mình đừng bẻ lược vội quá, cứ đẩy lược chìm bên trong chân tóc và bắt đầu tông đẩy lên và dần dần di chuyển lên trên, mình sẽ bẻ dần ra ngoài, đừng vội vàng bẻ lược ra ngoài. Và nhìn cái lược mấy đầu điểm xuất phát của mình, lược của mình sẽ như thế này, xong bẻ dần ra ngoài. Ở cái góc bên này anh em dùng tay phải để cắt bên này rất là khó. Thường thường khi mà anh em cắt bên này bị loe, khớp tạo ngấn. Để anh em cắt đều nhau hơn thì mình sẽ cây lực hơi chéo này. Mình sẽ đẩy tông dọc từ dưới lên trên. Mình tập trung với cái đầu lược này, tỉ sát đường viền vào. Tỉ sát cái đường viền và mình cắt sát chân vào. Phần bành tay không biết kê như nào đúng không? Đó mình sẽ kê lược chéo. Tùy cái đầu lược sát chân vào, sau đó đẩy tông từ phía sau về đằng trước. Sau khi cái phần chân nó gọn gàng rồi, bắt đầu mình nâng lên trên. Mình lại kê lược chéo và đẩy tông chéo và nâng cái sợi tóc cao lên. Bắt đầu đến phần mai phía trước để đẩy lược vào, sau trả sát rồi bẻ ngược ra. Phần mai này mình trải không tới, mới trải từ đằng trước lên thôi. Bắt đầu sẽ xử lý đến phần trên, xử lý đến phần mái và tỉa gọn gàng, bấm đường viền như là xong. Rất là đơn giản như thế thôi. Với độ dài phần mái này không dài quá nên mình sẽ không cần cắt nhé. Để lướt xung quanh cho mềm mại một tí thôi. Sẽ đuổi lược, lướt một chút thôi. Sau khi mình lướt đầu dài gọn gàng xong rồi mình sẽ tỉa một tí này, mình lướt tỉa một chút cho mềm cái form này một tí.